các cô thì hôm nay thì tôi rất là được hân hạnh được nghe công ty truyền đạt khoa học kỹ thuật đến cho bà con. Thì trước hết tôi cũng xin thay mặt bà con đơn vị của ấp 23 xã Châu Hưng thì trước hết thì đem lại cái hiệu quả rất là cao đối với bà con. Thì mong muốn làm sao thì công ty tạo điều kiện làm sao để cho bà con mình được cái phát triển bền vững. Cái thứ nhất đó thì tôi nghĩ rằng là cái ngày hôm nay hội thảo của thì tôi nói rằng là đây là cũng tương đương 10 người trên 10 người, nhưng mà hơn nữa tôi xin có đề nghị nhỏ nhỏ đến với công ty làm sao tạo điều kiện cho bà con mình được hội thảo được nhiều hơn, để làm sao nó truyền đạt cho cái quảng bá của thuốc của công ty Boni Agro. Thì theo tôi thì năm nay thì so sánh cái Boni này thì tất nhiên là tôi chưa xài, nhưng thật tế tôi chưa xài, mà nãy nghe cô cháu bà nói thì tôi thấy rất là mê rồi. Hôm rồi tôi có xài cái nước so thì rất là hiệu quả, rất là cao. Nhưng mà đối với Boni này thì hiện nay tôi chưa xài, bởi vì cái hàng này nó mới ra. Thì mong làm sao nếu nghe theo cái phát biểu của cháu bà thì tôi giữ ý. Thì trước hết thì tôi cũng xin thay mặt bà con cũng cảm ơn công ty tạo điều kiện cho đem lại khoa học kỹ thuật cho đến bà con. Hơn nữa thì mong muốn làm sao để cho bà con mình đem lại cái hiệu quả cho rất cao cho công ty. Thì trước hết xin cảm ơn. Cho một tràng hấp ba đấy. Dạ, xin thay mặt công ty trách nhiệm hàng Sumit Agro Việt Nam cảm ơn chú Bảy rất là nhiều ha chú Bảy. Dạ, chú Bảy chia sẻ rất là thân tình, thì con cảm ơn chú Bảy nhiều.